mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9 và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos đã cùng đồng hành với Bố là tất cả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Anh ơi, ngày hôm nay hai anh em mình một người xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng đúng không anh? Nhưng mà các bé nó là thử nó một bữa nào cô Lan với chú Phúc vô bếp nấu thử coi làm sao. Chứ bắt bố tụi con nấu hoài, bố tụi con đâu có biết nấu đâu. Đâu, các bé không hiểu tại vì đây là chương trình Bố là tất cả mà, cho nên là tới chương trình bình thường em với anh mà nấu các bé đâu có ăn. Không, bố nấu thì các bé mới ăn. Thì đó, nội dung nó là như vậy, cho các bé vẫn thích là mình vô bếp mình nấu thử coi mình có nấu được không, cho mấy bố nấu món khó quá. Thấy không? Không, em thấy là cái này á là phải cho những cái thử thách nó phải khó đúng lên rồi. Thì đó mới là những cái mà khi mà các mẹ ở nhà xem mới thấy là hôm nay bố của mình là có những cái gì đó tài năng. Mình mới nhận ra được những cái tài năng mà lâu nay bố giấu. Đúng anh rồi. Anh có phải công nhận những cái chương trình đó thực sự khi mà đến với Bố là tất cả có nhiều ông bố là mình giấu cái tài năng tới đây bộc lộ là giỏi âm nhạc ha, Biết vẽ nè, rồi thậm chí là về cái tài nấu ăn nữa. Nhiều ông bố rất khiêm tốn, thật sự các bố đấy ai cũng khiêm tốn là không biết cái này cái kia, mà tới lúc làm là bất ngờ, khiến cho MC từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Mà kể về vợ mình là ông nào cũng rưng rưng cảm động nước mắt. Dạ đúng rồi, xúc động lắm. Không biết là hai cặp bố con ngày hôm nay sẽ như thế nào đây. Đầu tiên xin mời bố Tấn Quang và bé Quý Hưng. Xin mời. Xin chào hai bố con. Bây giờ Quý Hưng ơi, con hãy gửi một lời chào đến cho quý vị khán giả nha. Con chào các cả các cô chú và các bạn. Con tên là Nguyễn Quý Hưng, học lớp 4. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ rồi? Năm nay con 10 tuổi. Năm nay con 10 tuổi. Dạ. Hôm nay cô Lan thấy là con mặc một bộ đồ rất là xinh. Dạ. Không biết là bộ đồ này là bố hay là mẹ mua cho con nè? Dạ, bố mua cho con. Vậy là tất cả về vấn đề thời trang từ trên xuống dưới là tinh tế. Là bố lo cho con hết hả? Dạ. Dạ, cười quái. Dạ. Bây giờ xin mời bố gửi một lời chào đến quý vị khán giả. Xin chào hai MC, chào chương trình ạ. Mình tên là Tấn Quang, năm nay mình 35 tuổi. Hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Dạ, vậy cho em hỏi chị nhà mình tên gì ạ? Dạ tên Quỳnh. Dạ chị Quỳnh. Hôm nay thì em thật sự là nhìn hai bố con thật sự rất là trẻ. Nếu như mà nhìn xa là em thấy như là hai anh em vậy. Mình có cái bí quyết nào để mình giữ cái sự trẻ trung để cho anh Phúc anh có thể noi theo mà? Dạ. Bí quyết là mình cứ cười hoài là tươi. Có phải đưa tiền cho vợ hay gì không anh, hay là mình cứ mình về nhà mình cứ cười và đưa tiền thế là được ạ. Dạ, trẻ hoài. Dạ. Em hay giấu tiền lại cho nên em hay bị già. Dạ, em hay đưa tiền hết cho vợ. Còn ngày hôm nay là tới với chương trình này là bố là người rủ con tới hay là con chủ động con rủ bố tới đây? Dạ, bố là người rủ con tới. Vậy là anh đã từng xem chương trình này rồi và anh thấy chương trình này thú vị cho nên là anh muốn dẫn bé tới phải không ạ? Dạ đúng ạ. Anh thấy sao? Anh xem thì anh xem anh thấy như thế nào? Thì mình xem thấy chương trình mình thấy là rất là hay và rất là hấp dẫn và gắn kết hai bố con mình lại. Cho nên mình mới rủ bé tham gia chương trình này để mình lưu lại những cái kỷ niệm thật đáng yêu với con trên sóng đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn hai bố con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp bố con thứ hai. Xin mời bố Hứa Ngọc và bé Ngọc Hưng. Xin mời. Ôi, xinh xắn. Dạ, xin chào hai đỏ bố con. Đỏ luôn, hai bố con đỏ rực là thấy ngày tươi tắn rồi đó. Ngày hôm nay là công chúa và hoàng tử là đến với chương trình nè. Bây giờ Ngọc Hưng ơi, con hãy gửi một lời chào để cho quý vị khán giả nha. Dạ, con xin chào tất cả các cô chú. Con tên là Hứa Thị Ngọc Hưng, con học lớp 4. Xin mời bố gửi lời chào đến quý vị khán giả. Mình chào tất cả các vị khán giả. Dạ. Với hai vị MC. Dạ. Mình tên là Hứa Ngọc, năm nay 47 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do là mình buôn bán tại nhà hay là ngoài cửa hàng? Mình buôn bán cửa hàng tại nhà. Tại nhà. Dạ, cho em hỏi vợ mình tên gì ạ? Vợ anh tên Quách Thị Hồng Thắm. Dạ, chị Thắm mà. Vâng, em thấy hôm nay là bé cũng mặc một chiếc đầm rất là dễ thương. Không biết là đầm này ai chuẩn bị cho con để đến với chương trình nè? Dạ thưa cô, là mẹ con mua cho con. Mẹ con mua cho con, nhưng mà là tiền là mẹ con trả hay là bố con trả nè? Bố con trả. Thấy chưa? Thấy chưa? Em bắt chước anh là phải giữ tiền lại. Nó nghe theo lời anh nó đưa hết. Bây giờ cuối cùng nó nên đưa hay không đưa anh? Không, tiền của vợ chồng anh á thì nói chung là
chung. À, xài chung hả? Tại kinh doanh mà tự do nên tiền người nào giữ cũng được hết á. Dạ. Thêm một bí quyết nữa thấy không? Nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau. Đó. Nhưng mà ngày hôm nay là bố cũng đã dẫn bé tới đây và đã cũng muốn lưu lại những cái kỷ niệm thật là đáng yêu đến với chương trình. Thì bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng đến với vòng 1 liền để biết cuộc sống ở nhà của các bố và các bé như thế nào. Xin mời quý vị khán giả cùng đến với vòng đầu tiên được mang tên Tình yêu của bố. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Vâng, thì em xin phép được hỏi bé nè. Dạ. Ngọc Hân, thường ở nhà thì con sẽ dành nhiều thời gian được ở gần bố hay là mẹ hơn nè? Cả hai luôn. Cả hai luôn. Là có nghĩa là bố và mẹ đều là thường xuyên ở nhà với con hả? Dạ đúng rồi. Tại mình kinh doanh ở nhà là hai anh chị mình cũng ở nhà luôn. Đúng rồi. Vậy thì thường bố với mẹ con sẽ thích chơi với ai hơn? Với bố. Với bố nhiều hơn. Vậy thì bố với mẹ ai sẽ là người nghiêm khắc với con hơn? Dạ là mẹ con. Là mẹ hơn. Vậy thì những lúc mà mẹ nghiêm khắc với con á thì bố sẽ xử lý như thế nào? Bố nói với mẹ con là đừng có đánh con. Vậy hả? Dạ thì những lúc mà ví dụ như mẹ la bé thì là anh ngoài cái việc nói ra thì sau khi anh nói xong thì vợ có la luôn hai bố con không ạ? Không, vợ không dám la hai bố con. Dạ. Là thường là những cái việc mà nghiêm khắc hay là dạy bảo bé là anh sẽ thường để cho chị quyết hết luôn hả hay sao? Đúng rồi, thường dạ. Ngày bé thì nó anh thì cũng cưng bé lắm. Dạ. Ít có dày bé lắm. Dạ. Chỉ có mẹ thì mẹ sẽ hơi nghiêm khắc hơn. Rồi không biết Quý Hân. Hư ngồi gật gù. Không biết Quý Hân thì sao, này ở nhà thì con gần bố nhiều hơn hay là mẹ nhiều hơn? Dạ gần bố. Gần bố nhiều hơn. Dạ. Tại vì hồi nãy nó gu thời gian từ đầu bố là bố lo. Mẹ Quỳnh không có mua. Mẹ Quỳnh có bao giờ mua đồ cho con không? Dạ cũng có. Ít hơn. Ít hơn. Vậy thì thường là thời gian con học bài là bố hay mẹ sẽ là người chỉ bảo cho con? Dạ là bố. Là bố luôn. Dạ. Bố có bao giờ nghiêm khắc với con chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Là bố cưng con, chứ là chưa bao giờ la con một cái gì luôn hả? Dạ. Wow. Không bao giờ cầm cây roi luôn. Trời ơi, con hoàn hảo, con bố giỏi tới mức độ mà bố không thể la con luôn hả? Dạ. Vậy thì là thường mẹ dạy mẹ có la con không? Dạ cũng có. Những lúc mẹ la như vậy thì có bố ở đó không? Dạ bố con thường là đi làm nên có lúc có lúc không. Vậy thì những lúc mà mẹ la con không có bố, khi mà bố về con có mét lại bố không? Dạ thường ít lắm. Ít mét lắm hả? Dạ. Vậy thì thường những lúc mà sau khi mà mẹ la xong thì con sẽ giải quyết như thế nào, là mình sẽ tới xin lỗi mẹ là con đã biết con sai rồi hay là sao? Dạ con tới con xin lỗi mẹ. Vậy hả? Thì tính ra nhà là gia đình nào cũng cưng chiều bé, là không có phải là la bé quá nhiều. Nhưng mà vì là anh Quang là đi làm nhiều hơn, còn anh Ngọc thì lại ở cùng với bé cho nên là theo dõi được, còn anh Quang thì ít cho nên là bé cũng không có mét, tại vì để cho hai bên bớt xào xáo. Vừa bên mẹ Quỳnh mà vừa bên bố Quang nữa. Vậy là thường bố Quang là đi làm nhiều, vậy thì thường cái thời gian nào mà bố Quang sẽ dành cho bé Thường thì mình đi làm giờ hành chánh á. Dạ. Cho nên thường là khoảng 6 giờ là mình về đến nhà. Cho nên mình về đến nhà rồi mình phụ vợ mình dọn dẹp xong rồi mình dành thời gian chơi bé một xíu. Dạ. Cho bé ngủ. Nhà anh là có mấy bé rồi? Hiện tại mình được hai bé. Được hai bé, bé đây là bé đầu. Dạ. Bé sau thì bé gái được 5 tháng. Dạ. Ấy là thường là anh ở nhà anh vẫn phụ công việc đỡ đần cho vợ của mình. Dạ. Đúng rồi. Thường là mình, nếu mà mình phụ nữ ở nhà rất là vất vả. Dạ. Nếu mà mình thường mà mỗi ngày mình ở nhà thử một ngày mình mới biết rất là cực. Dạ. Em thấy ở nhà rồi đi mua sắm rồi các thứ cực cái chỗ nào anh? Dạ. Phụ nữ ở nhà tại sao nó cực ạ? Thì bữa đó anh thử ở nhà một ngày đi. Dạ không, em ít ở nhà lắm nhưng mà dạ. Trời, anh binh vợ anh lắm. Quá luôn á, thiệt á. Vậy thì hình như cô Lan nghe thấy bố Quang chia sẻ là bố Quang có phụ cho vợ là mẹ của con. Dạ. Vậy thì có bao giờ Hưng là phụ mẹ chưa nè? Dạ có. Con phụ mẹ làm việc gì ở nhà? Dạ con phụ mẹ lau nhà, chơi với em. Wow. Dọn dẹp như xếp quần áo. Wow. Trời ơi, một người đàn ông xuất sắc của gia đình quá nè.
Trời ơi, thứ nhất cô làm cho cô Lan từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhưng mà bây giờ cô Lan lỡ hỏi rồi, hỏi sâu xíu, thường con sẽ chơi với em thì con sẽ chăm sóc em như thế nào? Dạ con chơi lắc lắc chọc cười. Lắc lắc là cái trò như thế nào con? Dạ lấy cái đồ mà lắc lắc mình lắc là biết rồi, kêu cái tiếng đó. Còn nhỏ đấy, còn nhỏ cái lục lạc đúng không? Rồi có bao giờ mà em mà quấy khóc, con quấy khóc con và con phải xử lý cái trường hợp đó như thế nào? Dạ lúc đó thì con kêu mẹ con tới giúp. À, là những cái trường hợp nào mà ngoài khả năng của mình là mình gọi sự hỗ trợ của mẹ. Có bao giờ mà em khóc nhiều quá mà khiến cho con bực bội không? Dạ, lúc đầu thì lúc mà con ngủ á, là em con nó hay khóc nên làm con hơi ồn. Còn bây giờ thì không có. Lúc ồn thì sao này, mình đang ngủ mà khóc ồn mình dạ, làm có bao giờ mình nạt con mình? Con úp mặt vô cái gối để vậy. Úp mặt ai? Ngủ. Con mừng quá, úp mặt con quay vô cái gối đúng không? Để ngủ cho em vẫn khóc. Thương em, thương em. Ngọc Hân ơi, ở nhà thì con có hay phụ mẹ không nè? Dạ, cũng có ít. Rồi, có ít là cụ thể là việc nào nè? Dạ thưa cô, là quét nhà, lau nhà. Có bao giờ phụ mẹ ở trong bếp chưa? Dạ là chưa. Mẹ chưa. Không có cho con. Mẹ không có cho. Vậy thì trong tất cả những cái món ăn mà mẹ nấu cho con thì con sẽ thích món nào nhất? Dạ con thích món bánh tết. Bánh tết. Bò bít tết. Vậy thì bố với mẹ ai sẽ là người nấu ăn ngon hơn? Dạ đây ba con cũng ít khi vô bếp thì ba con ít khi vô bếp, vậy thì hôm nay cô Lan sẽ giúp cho ba con bước vào bếp. Vì sao anh ít vào bếp hả anh Ngọc? Dạ cái bếp nó có vấn đề gì với anh không ạ? Không, tại vì ở kinh doanh thì anh như chặn hàng rồi giao hàng thì đó, thì việc nội trợ ở nhà thì bà xã làm không. Nhưng anh muốn ăn là anh phải nhờ chị nấu chứ anh không nấu được hay sao? Không, tại vì công việc của anh á nhưng mà chia đều làm hết rồi. Anh như làm hết rồi. Anh như kinh doanh đó, như anh nhận hàng về anh thối về cái chợ chợ lại đó rồi với mấy cái quán ăn. Cụ thể là mặt hàng gì anh, hải sản hay là gì? Không, rau củ quả. Rau củ quả. Cái món đó anh Phúc rất là thích tại vì anh đang giảm cân ăn healthy cho nên là rất là cần rau củ quả. Có nghĩa là ở nhà, em hiểu rồi, có nghĩa là ở nhà phân chia công việc là ảnh sẽ là công việc ở kinh doanh ở ngoài, còn chị vợ sẽ là ở nhà lo bếp núc rồi chạy dỗ bé đúng không ạ? Vậy thì thường cái thời gian có bao giờ anh chị dành thời gian cuối tuần cho bé chưa? Ý là sẽ tổ chức một cái gì đó cho bé đi chơi này nọ. Cuối tuần thì hôm trước mà chưa dịch á thì cũng có đưa dắt bé đi lắm. Đó thì anh hay chở bé đi học nhà thiếu nhi thành phố. Mình chở đi 3 buổi hết á. Là bé bé sẽ học gì ở đó ạ? Trong bé học ca trong đội nghệ thuật nhà thiếu nhi thành phố á. Vậy là bé hát cũng rất là hay đúng không ạ? Con có thể dành một đoạn nhỏ để tặng cho bạn bạn Hưng nè, chẳng hạn hai bố ở đây và cô Lan, chú Phúc và các quý khán giả ở dưới được không nè? Một đoạn nhỏ thôi. Dạ con xin phép hát bài Mẹ Yêu Ơi. Mẹ Yêu Ơi. Rồi vậy thì là bài hát này sẽ tặng cho mẹ đang coi ở nhà nè. Mẹ Thắm coi nha, mẹ Thắm ơi. Mẹ là vòng tay y ôm ấp con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là răng tre che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều. Anh có cảm thấy nó bồi hồi. Cái tình cảm, cảm xúc quá trời dạt dào. Và cô Lan nghĩ là mẹ con nếu mà ở nhà đang theo dõi chương trình thì cũng sẽ rất là xúc động với những cái giai điệu mà con hát. Trời ơi hay quá, đúng là thiệt luôn, một nhân tài, một tài năng. Và cô Lan chúc cho con sau này nếu con có ước mơ được cái hát thì con sẽ thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ con cảm ơn cô. Hân ơi, vậy thì từ nãy giờ nghe bố chia sẻ và tất cả những cái khoảng thời gian vừa qua thì ở bố có điều gì là con thích nhất nè? Dạ tại con thích nhất là bố hiền. Bố hiền. Dạ bố thì cũng ít la con lắm. Có cái điều nào ở bố mà con muốn sau này lớn lên là con sẽ giống như bố không? Dạ con muốn học giỏi giống như bố, là bố con giỏi về toán. Vậy là về việc học toán là bố sẽ là dạy bảo cho bé đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vậy thì từ nãy giờ thích đúng không? Dạ. Có điều nào mà
con không thích ở bố không? Và con muốn là bố sẽ sửa đổi không? Dạ con muốn chia sẻ nha. Con muốn bố là không có hút thuốc nữa. À, wow, đây là điều bé đầu tiên. Bé nào cũng vậy hết, bé nào cũng có một thời gian là chú Phúc cũng hút thuốc nha, các bé nhà cũng không thích, cho là chú Phúc cũng bỏ luôn, không hút nữa. Thấy chưa? Là bé có anh kiến đó. À, và cô Lan nghĩ là chắc là bố sẽ ghi nhận điều này ở con. Dạ. Rồi Hưng ơi. Dạ. Bố có điều gì? Ở bố có điều gì mà con cảm thấy thích từ sau này? Dạ, con thích là bố con nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon. Cụ thể là món nào nè? Dạ, cụ thể là món cá hồi xào bơ tỏi. Trời ơi, cái món ngon mà đắt tiền. Dạ. Trời ơi, cái món có điều kiện ngon quá nè. Cá hồi xào bơ tỏi nữa. Trời ơi. Ngon đó, thấy ngon đó. Quá ngon rồi. Ngoài món đó ra còn món nào nữa nè? Dạ, bố con thường hay nấu bít tết cho con ăn. Cũng là bò luôn. Bò luôn. Trời, thấy chưa? Tới đây bố là nấu ăn quá trời giỏi rồi. Toàn những món anh thích không mà Lan ơi. Ngoài cái việc là bố nấu ăn giỏi ra, có điều gì ở bố mà con thích không? Dạ, bố con là có hiền nè. Hiền. Dạ, rồi. Có hay cho tiền con mua quà vặt không? Dạ, thường là không. Ủa, không à? Dạ, con tự để dành tiền. Tự để dành tiền, vậy thì tiền ở đâu mà con để dành? Dạ, tiền ngày con làm phụ mẹ con bán đồ. À, tiền hoa hồng quá hả con? Trời ơi, dữ vậy. Mỗi ngày mình phụ như vậy là mẹ sẽ phát cho mình được bao nhiêu nè? Dạ, một ngày thường tùy thí dụ tùy lúc, nhưng ví dụ mà cao lắm nhiều là bao nhiêu, mà ít là bao nhiêu? Nhiều là cũng 50.000 con. Trời ơi, con kiếm tiền giỏi quá vậy. Ít thì dạ, ít là không đồng. Thôi, mặt hàng cụ thể bán giùm mẹ Quỳnh là bán gì nè? Dạ, bán bút bê. À, bán nói chung là bán nước uống tất cả các loại đó. Wow, vậy quá dữ rồi. Từ nãy giờ tôi thấy người đàn ông này rồi quá trời mà giỏi. Hôm nào mà nấu ăn cá hồi gì là nhớ nhắn tin vô. Cũng tới càng ghé. Dạ. À, vậy thì ở bố có điểm nào mà con cảm thấy là con chưa thích không, chưa hài lòng? Dạ, con thấy là bình thường. Con thấy không có gì con chưa thích. Wow, vậy là bố trong mắt con là hoàn hảo luôn á hả? Dạ. Bố không có tật xấu hay là không có gì luôn hả? Dạ. Ôi, quá dữ. Trời ơi. Coi bộ là hai bố con hiểu nhau quá. Anh ơi, mình có dặn trước bé ở nhà hay cái gì không? Không, nói thiệt không anh? Bé tự nói, hay quá. Em thấy là tại sao mà em lại là hỏi câu hỏi này? Tại vì cái vòng mà hai bố con hiểu nhau, bao nhiêu nó sẽ lộ ra hết. Dạ, cho nên là ở đây thấy là các bé là có vẻ là cũng quan sát bố và hiểu bố khá nhiều. Và tâm sự cũng nhiều. Bây giờ xin mời bố Tấn Quang và bé Quý Hưng, cũng như là bố Hưng Học và bé Ngọc Hưng sẽ cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Chúng ta đã cùng đến với phòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Và ở phòng 2 này, cả hai bố con sẽ được nhận 5 câu hỏi, gồm có câu hỏi hình và câu hỏi chữ. Không biết làm cách nào nếu như mà hai bố con tâm ý tương thông với nhau, trả lời chính xác, thì ở mỗi câu hỏi sẽ được 1 điểm. Và 5 câu hỏi sẽ tương đương là 5 điểm. Và hãy cố gắng lên nha. À, Hưng ơi, con nghĩ là ở vòng này con sẽ trả lời được bao nhiêu câu hỏi? Dạ, con nghĩ là vòng này con sẽ trả lời được 4 câu hỏi. Ủa, còn một câu nữa, tại sao không trả lời được? Dạ, tại vì không được gáy, tự tin, không được tự tin quá. Không nên tự tin quá. Bố dạy phải khiêm tốn. Bố dạy luôn. Dạ. Không biết bố như thế nào ạ? Mình nghĩ là chắc là 4 câu như Hưng nói. Dạ. Sao không là 5 luôn đi anh, tự tin lên ạ. Mình đứng nhì cũng được, không sao đâu. Thắng nhì cũng được. Nhưng mà cho hỏi là ở nhà thì không biết là bé Hưng vẽ đẹp không ạ? Bé Hưng vẽ theo mình đó là đẹp. Vậy thì có thể vòng này sẽ có lợi ích à, tại vì có câu hỏi hình là bé sẽ phải vẽ hình nè. Và anh sẽ đoán cho nên là bé vẽ đẹp thì anh sẽ đoán dễ hơn. Rồi, bây giờ mời anh về với bố, em về với bé ạ. Con nghĩ là con hiểu bố được nhiều không? Dạ, con nghĩ là con hiểu được bố nhiều. Nhiều, đúng không nè? Tại vì cô Lan thấy là về tất cả từ nãy giờ con chia sẻ thì con dành khá nhiều thời gian cho bố, đúng không? Dạ. Bây giờ con muốn câu hỏi hình trước hay là câu hỏi chữ trước? Dạ, con muốn câu hỏi hình trước. À, hỏi hình thì để cô Lan. Bây giờ con sẽ được xem một tấm hình. Dạ. Sau đó con sẽ vẽ lại làm sao để cho bố đoán được nội dung của tấm hình này là cái gì. Bây giờ con nhìn hình nha. 2, 3. Dạ.
có thể tiết lộ được câu hỏi đó về cái gì được không ạ? Cái câu này hơi khó nha. Đây là một loại côn trùng ạ. Côn trùng anh chắc dung bố quan nó là chắc là côn trùng. Con nghĩ là bố biết con này không? Dạ con nghĩ là bố biết. Tô thêm em nghĩ cái hình này thật sự nó cũng sẽ hơi khó, nhưng nếu bố trả lời với cái nhiều á, biết đâu trong những cái đáp án bố trả lời có thể nó sẽ có trong đó. Dạ đây là một loại côn trùng. Rồi bây giờ 3, 2, 1 xin mời. Ở đây thì là bé vẽ một cái cành cây và đây là cái côn trùng nó đang đậu trên cái. Anh nói lớn lên nè, cái gì ạ? Bò cánh cứng luôn à. Đúng rồi. 2, 3. Đúng rồi. Ôi, mẹ giống nha. Em hết hồn luôn á. Tại vì em không nghĩ là bố sẽ trả lời được đúng là bò cánh cứng. Em nghĩ côn trùng thì nó đậu trên cái thể châu chấu cào cào. Và con này cái hình của nó cũng không phải là dễ vẽ nha. Nhưng mà bé vẽ khá là giống. Giống chúc cái hình nha. Chúc mừng hai bố con. Cái này là 1, 2, 3. Rồi bây giờ câu hỏi số 2, con muốn là câu hỏi hình hay là câu hỏi chữ nè? Dạ câu hỏi số 2 là chữ đi. Rồi chữ, mời chú Phúc ạ. Nếu như bỏ cánh cứng bố con cũng đoán được như vậy thì chúng ta sẽ nâng tốc độ khó lên. Câu hỏi chữ sẽ phải là khó. Hy vọng là bố Quang và bé Hưng sẽ trả lời được câu hỏi thứ hai này. Hai bố con đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ sẵn sàng. Câu hỏi thứ hai chữ dành cho bố Quang và bé Hưng có nội dung như sau. Món đồ yêu thích nhất ở nhà của bé Hưng là món đồ gì? Gì ra bạn ạ? Con sẽ viết ra nha. Dạ. Món đồ nào mà con yêu thích nhất ở nhà xem là một món bố có biết được món đồ của bé Hưng không nè. Và hết thời gian rồi. 3, 2, 1. Báo ơi, đen ơi. Mô hình cọp, cho hỏi báo đen là gì và mô hình cọp? Con cọp này là sắp mua quá. Sắp mua. Có rồi, có rồi. Có một con. Rồi, giờ con nói con có hai hình là ngoài hình cọp này còn hình gì nữa nè? Dạ một con ở nhà với lại một con đang chuẩn sắp mua. Ở nhà sắp mua. Chúng ta trở lại hồi nãy vòng 1 nè, nói là bố rất là hoàn hảo nè đó. Nói vòng 2 này bắt đầu mới xào xáo. Có sai ghê chưa? Mà ở nhà con đã có báo đen chưa? Dạ có một con duy nhất. Là mô hình cọp này là ở nhà có luôn rồi hả? Dạ. Rồi có mô hình nào con chưa có không? Dạ hầu như là khủng long là có gần hết luôn rồi. Rồi vật cũng có gần hết luôn rồi. Trời ơi, nhà con bự lắm hay sao mà có gần hết? Nhà con có cái hầm chứa đồ hả? Dạ không, ở trên lầu con trưng đồ với lại ở dưới đất có cái kệ để con để. Nhà là mấy tầng lầu nè? Dạ ha, một tầng. Một tầng rồi tới tầng trên nữa nè. Mà tầng trên là để dùng chân đồ thôi. Chân đồ thôi. Chân đồ với phòng ngủ. Là bộ con có được nguyên một cái phòng chân đồ luôn. Dạ. Không sao cả. Thì ra là có một bộ sắp mua, chẳng qua là nhiều quá bé không nhớ. Đàn ông cũng có lúc sai lầm mà sai sót này. Không sao. Bây giờ con muốn hỏi hình hay chữ nè. Dạ, hình cái chữ cho nó đỡ ngán. Cái chữ sai bé hết thích rồi. Thích không thích nữa. Hết thích rồi. Giờ qua tới hình nè. Bây giờ con sẽ nhìn tấm hình và vẽ tiếp cho bố nha. Đây. Con có biết món ăn này không? Dạ biết. Món ăn gì hả? Con có thích ăn món này không? Dạ con cũng thích. Thích hả? Đây là một món ăn chua cay mặn ngọt nè, có gì không cô? Thường vào dịp Tết ạ. Dịp Tết bé thích ăn gì anh? Bé Hưng có cái là không thích thịt kho tàu. Không thích ăn thịt kho tàu. Xong chưa ạ? Dạ, xong rồi ạ. Ôi món ăn mà sao vẽ gì nhanh vậy ta? Nếu mà tinh tế là sẽ biết đủ biết được. 2, 1 xin mời. Bánh tráng phơi xương hả anh? Bánh chưng. Bánh chưng đúng không con? Chính xác. Trời ơi. Phải không ta nè? Bánh gì ạ? Bánh chưng ạ. Bánh chưng. Lúc đầu á cái hình bé tính vẽ như vậy luôn ạ. Bé vẽ cái miếng ra xong rồi bé vẽ mấy cái thịt. Có luôn. Dạ em mới tính nói bé là tàu chết luôn. Nếu như mà con vẽ như vậy cô Lan đảm bảo là bố con sẽ không bao giờ đoán được. Đó cho nên là em chỉ bé vẽ lại theo đúng cái hình bánh chưng và đúng rồi, hay quá. Vậy là với đáp án này hai bố con đã trùng khớp với nhau và có thêm được một điểm nữa. Bây giờ con muốn hình hay chữ nè? Dạ lần này là chữ. Hay quá. Không lần này thì chú Phúc hứa sẽ cho câu hỏi dễ hơn chút xíu nha. Rồi xin mời bố Quang và bé Hưng sẽ cùng lắng nghe câu hỏi chữ dành cho hai người, đó là giữa núi, rừng, biển và sa mạc, bố Quang thích nơi nào nhất?
Dạ, con biết rồi. Con biết rồi. Bố đang không biết là bố thích cái gì nè. Nhưng con đã biết rồi. Đàn ông mình có lúc sai đó anh, có lúc cũng có lúc sai à. Dạ. Đây là nơi bố hay đưa con đi hả? Dạ, cũng hay đưa con đi mà kiểu hồi đó thích, ví dụ thích đi chỗ khác nhưng mà không chịu nên bắt đi vậy đó. Là cái này là bố đưa theo sở thích của con. Dạ. Là con nghĩ đó là đời bố thích luôn. Dạ. 3, 2, 1, giơ bảng. Mỗi lần mà đi du lịch hỏi con thích đi đâu, con thích đi Đà Lạt. Đà Lạt rồi mà ba con không chịu, con bắt phải đi biển. Biển đi đâu anh? Thường mình đi dẫn cái bé đi Long Hải. Mình làm du lịch á. Dạ. Lâu lâu Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc, rất là nhiều bãi biển đẹp. Em mà như em nãy em hiểu hơi lộn, có nghĩa là bé muốn đi Đà Lạt nhưng mà bố bắt đưa đi biển. Đúng rồi, có thể là người nào trả tiền người đó quyết định chỗ đi. Đúng không ạ? Mà bố lại làm về du lịch nữa, bố làm du lịch nữa. Nhưng mà bây giờ bữa nay tới chương trình này là cái này quyền là quyền của con hiểu không? Bây giờ con nói sau chương trình này bố dẫn con đi Đà Lạt là bố phải dẫn không? Nói liền trên sóng mà bố đâu có từ chối được. Dạ, sau chương trình này bố phải dẫn con đi Đà Lạt. Đó. Sau chương trình này bà dẫn con đi Đà Lạt. Đó. Rồi bây giờ là câu hỏi cuối cùng sẽ là câu hỏi hình. Con sẽ được nhìn tấm hình và lại vẽ để cho bố con đoán nha. 2, 3. Rồi, trái này dễ rồi. Giống như vô. Câu hỏi về cái gì, câu hỏi về gì? Đây là một loại trái cây. Trái cây. Rồi vô quá trời. Nhiều loại. Bé thích ăn trái gì anh? Bé Hưng thì thích ăn vú sữa. Vú sữa. Nhãn cũng thích ăn. Nhãn thích ăn, có không thích ăn trái nào không ạ? Những chua bé không thích. Chua không thích. Như mận, ổi bé không thích. Có như là trái nào nhà mà con nghĩ con chua là bé biết không thích. Cam có nghĩa là cam ngọt thì ăn mà cam chua không ăn. Hay là cam không ăn luôn ạ? Cam cũng ăn nhưng mà cam ngọt, chứ còn cam mà quậy ra ly thì bé ít uống. Hay quá nè. Là trái cây thì nhiều vitamin mà cho nên là bé ăn càng nhiều càng tốt. Anh xen kẽ giữa ví dụ như cá, thịt, trứng, rau, trái cây cho bé. Tinh tế lắm nha. Rồi, xong luôn. Ủa? Rồi, 3, 2, 1, giơ bảng. Trái gì ạ? Trái sầu riêng. Bây giờ đáp án cuối cùng là... Sầu riêng. Sầu riêng. Sầu đi là bán. Chính xác. Xuất sắc. Wow, vậy là sau 5 câu hỏi hai bố con rất khiêm tốn, đúng nói bốn câu là trả lời đúng bốn câu, không kém. Và xin chúc mừng bé Hưng cùng lại bố Quang đã giành được 4 điểm. Chúc mừng. Yeah. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng cổ vũ và chúc cho hai bố con tiếp theo sẽ giống như là bố Quang và bé Hưng mang số điểm về cho mình, đó là bố Ngọc và bé Ngọc Hưng. Xin mời. Và bé Hưng đã ngồi ở đây để sẵn sàng tham gia vòng 2 Tâm Ý Tương Thông. Và hy vọng là hai bố con mang thật nhiều điểm về nha. Dạ. Con nghĩ là ở đây con sẽ trả lời được bao nhiêu câu nè? Dạ, con nghĩ khoảng được 4 câu. 4 câu, vẫn rất là khiêm tốn. 4 câu. Con bố có nghĩ là bố sẽ hiểu bé được nhiều không ạ? Bố chắc cũng khoảng chừng 4 câu. 4 câu. Ở nhà bé vẻ đẹp không ạ? Nhà bé dễ thì cũng đẹp á. Cũng đẹp hả? Dạ. Bây giờ thì con muốn câu hỏi chữ trước hay là hình trước nè? Thưa cô là hình trước. Hình trước, rồi hình thì để cô Lan. Con sẽ được xem một tấm hình, sau đó con sẽ vẽ lại và bố con sẽ nhìn hình vẽ của con và bố đoán nha. Dạ. Bây giờ mời con 2, 3. Câu hỏi về cái gì ạ? Đây là một món ăn ạ. Món ăn. Bé Hưng thích ăn món gì nhất anh? Bé Hưng nhà thì thích ăn món trứng chiên. Trứng chiên, dạ. Dạ, xong, xong rồi. Rồi bé vẽ rất nhanh ạ. 3, 2, 1. Xin mời. Rất dễ đoán luôn. Bánh sinh nhật, bánh kem ha. Bánh kem, bánh kem. Đúng không ạ? Đúng không nè? Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Xin chúc mừng hai bố con đã có được một điểm đầu tiên. Bây giờ con muốn hình hay chữ nè? Dạ thưa cô là chữ. Chữ là chú Phúc ạ. Chữ của chú thì chắc cũng sẽ dễ dễ thôi ạ, để cho hai bố con có điểm đem về, chứ cái bánh kem đơn giản quá. Bây giờ xin mời bố Ngọc và bé Hưng sẽ theo dõi câu hỏi chữ dành cho bố và bé nhé. Món ăn mà bé Hưng không ăn được là món gì? Anh ghi ra đi ạ. Không ăn được. Không ăn được ạ, bé Hưng không ăn được là món gì? Có thể cụ thể là ví dụ gia vị, chú cái mặn ngọt không? Ví dụ như món nào đó quá cay hay là quá ngọt hoặc quá mặn.
3, 2, 1, xin mời. Cũng cờ với bố là cây còn con là cá. Em nghĩ là chắc là cũng chung đó. Nhưng mà tại vì là cha hỏi là ở nhà là bé thường không ăn cá hả? Bé có ăn cá chứ, như là cá hồi bé ăn. Nhưng mà đó, mấy cái cá mà như mấy cá mà kho như cá biển kho bé có ăn. Cũng mà ăn cá hồi ăn. Cá hồi ăn. Con không thích ăn cá nào? Tất cả các loại cá nhưng mà trừ cá hồi. À, có nghĩa là đa phần nhiều loại cá bé sẽ không thích ăn ngoại trừ cá hồi. Như vậy cũng có dính cá trong đó. Như vậy con phải, con có thích ăn cay không? Dạ con ăn the được, con có thể ăn tương ớt được. The the thì ăn được, cay quá sẽ không ăn được. Bây giờ con muốn hình hay chữ nè? Dạ hình con. Hình. Hình. Rồi bây giờ con sẽ được nhìn hình và vẽ lại cho bố đoán nha. 2, 3. Câu hỏi liên quan đến vấn đề gì ạ? Đây là một thực vật ạ. Thực vật. Một loại rau củ quả thôi ạ. Loại rau củ quả. Có bé có thông thích ăn rau củ quả nào không anh? Rau củ quả thì thường nhà bé ngay đúng luôn sở trường mình luôn ạ. Dạ. Mấy cái rau thơm á, rau tươi bé ăn không được. À rau thơm là bé không ăn được. Ừ, ừ. Nó có cái mùi hăng hăng đúng không ạ? Ừ, dạ. Đúng rồi. Xà lách bé ăn được không ạ? Xà lách thì bé ít ăn lắm, ăn được nhưng mà ít ăn lắm. Em thấy bên đây là lúc đầu là cái hình này nó cũng hơi khó nhưng mà bé lại có một cái sáng kiến rất minh là họa, hay. Cái bên minh họa. Minh họa là minh họa, em nghĩ là có khả năng bố sẽ đoán được. 3, 2, 1, xin mời. Là một chuyên gia trong rau củ quả, kinh doanh rau củ quả trên toàn thành phố và đúng cả rồi, nước. Rồi, không biết là bố thích chuông. Tại sao ạ? Tại sao bố đoán được ạ? Tại vì bố thấy có cái chuông cái ghế của anh. Hết cái chuông. Giờ bố chốt lại đáp án bố cuối cùng của bố là ớt chuông. Ớt chuông. Yeah, đúng rồi ạ, ớt chuông. Sắc. Trời ơi. Lúc đầu vẽ trái chưa ra xong rồi em chỉ vẽ xong. Cô Lan còn có sáng kiến rồi, dễ chế ớt cộng với cái chuông ra ớt chuông. Hay quá, hay quá. Xuất và sắc. Tiếp theo là câu hỏi chữ hết chưa ạ? Chữ còn một câu nữa ạ. Chữ à, chữ hay hình ạ? Dạ chữ. Chữ à, rồi, rồi. Chữ Phúc. Bố Ngọc và bé Hưng cùng nghe nha. Trong những địa điểm sau đây, Đà Lạt nè, Hà Nội nè, Hội An và Ninh Bình, bố Ngọc thích đi du lịch nơi nào nhất? Đà Lạt, Hà Nội, Hội An và Ninh Bình. Wow. Bố Ngọc thích đi du lịch nơi nào nhất? Bố con hả? Dạ bố, bố đó con. Là anh đó. Con nghĩ là bố sẽ biết tại con cũng thích đi Đà Lạt. À. Rồi, bố ghi rồi. 3, 2, 1, giơ bảng. Vì sao ạ? Vì sao thích đi Đà Lạt ạ? Vì Đà Lạt trên đó thì cái anh phái ra đó, vậy đó giờ anh cũng như là mua bán cái rau củ quả nè. Dạ đúng đó, rồi, coi, đó là rau củ mình rất coi là cái rau củ quả cách người ta trồng trọt sao rồi này nọ để tham quan cái đó. Dạ. Tìm hiểu thêm về cái nguồn thực phẩm á. Dạ. Dạ. Là đi Đà Lạt anh có dẫn bé Hưng đi theo lên chơi không ạ? Hôm nay chưa có đi, tại hồi đó giờ mấy năm nay chưa có đi. Dạ. Dạ. Trước đó thì có đi đúng không ạ? Dạ. Dạ. Bé cũng có nói là con cũng thích đi cho nên con nghĩ là bố hay dẫn con đi là bố sẽ rất là thích. À còn những địa điểm kia là con đã đi bao giờ chưa? Đi chưa. À, con có muốn đi những cái địa điểm mà một trong số những địa điểm hồi nãy giờ chú Phúc nói không? Dạ con muốn đi Hà Nội. À muốn đi Hà Nội hả? Và hy vọng là sau chương trình này, nói chung là khi mà bố có đầy đủ kinh tế nhịn tí xíu, bố sẽ dẫn bé đi Hà Nội cho bé biết một lần nha. Rồi bố hứa. Bố hứa đó. Vô rồi. Rồi bây giờ hình cuối cùng con sẽ nhìn hình và vẽ ra để cho bố đoán nha. Dạ. 2, 3. Câu hỏi này liên quan tới vấn đề gì ạ? Đây là một cái món đồ mà trẻ con rất là thích chơi. Món đồ mà... Dạ, nó sẽ nói về tuổi thơ nha. Tuổi thường thơ. Tuổi thơ của như hồi đó em hồi nhỏ là em cũng có chơi. Dạ, một nói trò chơi tuổi thơ. Em hay chơi đá banh nè, bắn bi đồ. Cái tuổi thơ em nó khác lắm là Lan ạ, à, rất là cá tính. Dạ. Dạ, xong rồi. Xong trời rồi. Ơi, nhanh, rất nhanh. Nhanh lắm. 3, 2, 1, xin mời. Cái này có đáp án rồi. Đây con diều. Như thế nào á, đáp án đúng không? Đúng. Vâng, chính xác. Trời ơi, rẻ rất nhanh luôn. Con đã từng chơi thả diều bao giờ chưa? Dạ rồi. À, vậy có được chơi chung với bố không hay chơi một mình con? Dạ, con chơi với lại mấy bạn. Mấy bạn, và diều đó là ai mua cho con? Dạ, dì con. À, dì con mua cho con. Và từ nãy giờ tổng kết sau 5 câu hỏi hình như là cũng được 4 đáp án đúng không nè? Dạ. Trời ơi, sao em thấy gia đình mình khiêm tốn đúng 4 đáp án là đúng 4 đáp án. Và cũng xin chúc mừng cho hai bố con đã được 4 điểm. Yeah.
Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cổ vũ các bố và các con cùng bước vào vòng tiếp theo. Nhưng trước tiên sẽ là ít phút giải lao quý vị nhé. Cùng quay trở lại với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và thưa hai bố và các bé ơi, đây sẽ có một cái hộp. Bên trong chiếc hộp này sẽ có những lá thăm là tất cả những món ăn mà bố có thể đã từng nấu rồi hoặc là chưa từng nấu. Hai đứa con sẽ quánh tù xì, ai thắng sẽ bóc một lá thăm ở trong đây, bóc bất kỳ món nào. Hai bố sẽ có nhiệm vụ nấu món đó cho tụi con ăn. Dạ. Rồi bây giờ quánh tù xì nè. 1, 2, 3. Rồi mời con nè. Hân nè. Rồi con bóc đi, xem là món gì nè. Món đọc gì lớn nè? Lên nha. Canh chua tôm. Wow, rồi một món hả con ơi? Một món cho con hay một con món là... nữa là bố nấu mệt lắm. Nấu hai món mệt lắm. Và bây giờ là hai bố đã nghe biết được là món canh chua tôm rồi. Em có thể hỏi tí xíu là không biết ở nhà thì bố Quang đã nấu món này bao giờ chưa? Đã từng nấu rồi. À, đã từng nấu, vậy là trong tầm tay đúng không ạ? Cũng... hên xui. Chắc được quá. Không biết là bố Ngọc như thế nào hả? Món này thì bà xã nấu không mà mình chưa nấu. À vậy, vậy là em có thể gọi chị lên đây để nấu. Vậy là hôm nay coi như là lần đầu tiên bố Ngọc sẽ nấu cho bé Hân ăn. À, coi như là một cái kỷ niệm lưu lại rất là đáng yêu. Và hy vọng là bố sẽ cố gắng hết sức, dồn hết tâm huyết và tình cảm của mình để nấu cho bé nha. Rồi bây giờ xin mời hai bố hãy về vị trí bếp của mình ạ. Hai đầu bếp, bếp trưởng vô vị trí ạ. Và các bố sẽ có 30 phút để thể hiện tài năng của mình. 30 phút bắt đầu. Thì hai bố đã làm xong món canh chua tôm rất là hấp dẫn đang chiếm trễ ở trên bàn đây. Và có hai vị giám khảo, một bên rất là đẹp trai, một bên rất là xinh gái, đang rất đói bụng và nóng lòng chờ được thưởng thức. Và cười tươi, bây giờ cười tươi. Hai con sẽ được lần lượt thưởng thức từng tô canh chua. Nếu như mà tụi con cảm thấy bên nào mà nó ngon và nó hợp với khẩu vị của tụi con cho bên đó 2 điểm. Yeah. Và bên còn lại đương nhiên là 1 điểm. Yeah. Tụi con hiểu chưa nè? Dạ yeah, hiểu. Yeah, rồi. Bây giờ tụi con sẽ muốn thử bên nào trước? Thử tô nào trước nè? Dạ tô này trước. Tô này trước ha. Rồi, để cô Lan giúp con. Đây cô Lan sẽ giúp con nha. Cái này nha, các ai cùng thử. Có ăn được tôm đúng không? Có ăn được bạc hà không nè, hay là giật mùng nè? Đó, đây cô Lan sẽ giúp con nha. Nè. Rồi, mời con. Thử cái nè. Đầu tiên là thử cái nước. Đó, để coi là bố nấu là có vừa vặn hay không. Rồi, mình ăn thử miếng tôm đi nè. Canh chua tôm mà. Để lột ra. À, con là phải lột bỏ mới được hả? Đây, chưa phút lột nha. Đây, con để cô Lan lột cho con nha. Rồi, có hai nhân viên trẻ đẹp kế bên để lột tôm cho ăn nè. Đúng rồi. Ở nhà bố có hay lột tôm cho con ăn không? Dạ, ở nhà thường là có. Có hả? Dạ. Rồi, đây, bây giờ mình đây, khỏi cầm tay luôn nè. Dạ. Đó, nhớ bỏ cái đuôi ra nha. Rồi. Con bỏ cái đuôi ra nha, cắn bỏ cái đuôi ra nha. Không biết là ngon có quá. Vừa vặn không ạ? À? Bên đây đã ăn hết sạch con tôm rồi, chừa lại cái đuôi một tí xíu thôi. Bên đây cũng như vậy. Đây, con bỏ cái giỏ ở đây. Đúng rồi.
Rồi, rồi đây, đây đây khăn giấy là rồi. Mình uống miếng nước mình tráng miệng nè, để mình thử qua bên tô bên kia nè. Để bé bên đây nhai đã nha. Con cứ nhai đi từ tốn thôi nè, không sao hết. Mình ăn mình cảm nhận cái hương vị nha, xem là bố nấu là có phải là vừa miệng với mình hay không. Rồi một hồi nữa bắt đầu mình sẽ cho điểm, rồi sẽ lực cái bảng này lên để coi coi bên nào mới thực sự là bố của mình nấu. Tôm rất là tươi ngon. Bây giờ sẽ thử bên đây nha. Đi nha. À bên đây là có hai tôm lục sẵn luôn nè. Đúng không? Hút lấy cái muỗng mới cho con. Bên đây là mình ăn bạc hà, vậy bên đây mình ăn đậu bắp nha. Con ăn được đậu bắp không nè? Dạ con không ăn được đậu bắp. Thôi, ăn được đậu bắp không? Dạ được. Dạ được. Thôi mình ăn đậu bắp rất là tốt cho sức khỏe đó nha Hưng. Dạ. Con về con hãy tập ăn nha. Dạ. Tại vì đây là một cái món rất là tốt cho sức khỏe. Ở miền Nam mà đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây mình thì cái món canh chua này rất là nổi tiếng. Yeah. Canh chua tôm nữa là trời ơi, ăn cơm, ăn bún rất ngon luôn. Nè, đó. Đúng rồi. Ăn miếng rau cho nó tốt nè, cho đẹp da nè. Suy nghĩ vừa ăn hơn vừa ăn vừa suy nghĩ coi là cái tô nào ngon hơn. Bên đây bạn cũng cảm nhận nha, rất là từ tốn. Rồi, bây giờ cô sẽ mời Hưng trước nè, con cảm nhận hai tô canh chua này như thế nào? Con thấy là bên tô này con thấy là có mùi vị nó hơi không ngọt một tí, thường là ăn nó sẽ hơi lạc, chua chua ngọt ngọt. Dạ. À, có nghĩa là bên đây nó thiếu ngọt. Thiếu ngọt nhẹ, còn bên đây? Dạ, còn bên này thì con thấy cũng hơi hơi mặn. Cái này là đủ độ ngọt rồi nhưng mà hơi hơi mặn. Trời ơi, tinh tế không? Bên đây là đủ được cái độ ngọt nhưng hơi mặn. Dạ. Rồi không biết bé Hân thì như thế nào? Dạ, bên đây thì cũng khá là ngọt. Bên đây khá là ngọt. Dạ, bên đây thì chua, chua quá. Bên đây chua quá. Vậy là tính ra là em thấy khẩu vị của các bé khá là chuẩn đó. Chua cay mặn ngọt như thế nào rất là rõ luôn. Giờ mình sẽ chấm điểm. Rồi, nào. Bây giờ chấm điểm. Bây giờ Hưng, con cho bên nào 2 điểm và bên nào 1 điểm nè. Bên này con cho mấy điểm? Dạ 2. Bên này 2 điểm. Bên kia là 1 bên điểm. Kia 1. Bên kia 1 điểm. Rồi Hưng. Hưng. Dạ thưa cô là bên đây 2. À bên đây 2, bên dạ, đây 1. Bên 1. À. Là hai bên là hai bé cho đều đúng không? Cho đều bằng cho đều. Điểm nhau. À có nghĩa là bên đây là của con cho hai đúng không? Dạ. À vậy là bên đây là hợp với lại bé Hưng, còn bên đây là hợp với lại bé Hưng. Dạ. Wow. Như vậy là hai bố đều nấu ngon và hợp theo cái khẩu vị của các bé, nhưng không biết là cái tô nào của bố nào. Dạ bây giờ mình sẽ lật bảng trước đi. Rồi. Sau đó mình tổng số điểm sau. Rồi bây giờ nha. Mời con lật nè, xem nè. Bên nào. 3, 2, 1 lật. Lật la. Cái này là của bố Hứa Ngọc. Hưng, còn bên kia là bố Tấn Quang, là bố của con bên kia đúng không? Vậy là có nghĩa là bố bên đây là hợp khẩu vị của bé hơn. Đúng rồi. Bố bên đây là hợp khẩu vị. Con đang cho điểm bố kia điểm cao đó, còn bố mình là chưa hợp khẩu vị. Hai bé đều cho điểm hai bố. Trời ơi, dễ thương ghê. Thì tính ra là có một cái sự cho điểm lộn nhưng mà khá đều. Khá đồng đều với nhau. Duyên. Vậy là tổng số điểm của hai vòng thi, hai đứa con đều có bằng điểm với nhau, đó là 7 điểm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần thi là phần may mắn. Hả? Yeah. Như lúc đầu tất cả mọi thứ xung quanh đều là quảnh tù xì đúng không? Yeah. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần may mắn là hai đứa con sẽ quảnh tù xì. Nếu như mà bạn nào thắng thì coi như là bạn đó may mắn hơn và giành được giải thưởng của chương trình. Được không nè? Yeah. Rồi bây giờ mời hai đứa con bước lên đây ha. Rồi. Yeah. Chứ hôm nay là thấy ai cũng may mắn, đúng ai cũng hơn rồi. Rất tại vì là hôm nay ha. Cô Lan thấy là thứ nhất là hai đứa con đều rất là giỏi nè. Một bạn thì rất là tinh tế, cũng rất là thông minh, rồi trải qua những cái câu hỏi cũng giúp cho con có thể hiểu được bố nhiều hơn. Và hôm nay đến đây lại được thưởng thức món ăn do chính tay bố nấu đúng nữa rồi. À có quà nữa đúng một, rồi. Một yeah. bên là được bố đưa đi Hà Nội đúng không? Một bên là được bố đưa đi Đà Lạt đúng mà. Đúng yeah. nè. Rồi bây giờ còn phần tí xíu may mắn nữa thôi. Hôm nay cô Lan thấy tụi con đã đủ vui rồi. Còn cái này là ai may mắn thì hơi nhỉnh tí xíu. Yeah. Bây giờ mình quảnh tù xì nha. Yeah. Nếu như bạn nào thắng thì coi như mình cũng chúc mừng cho bạn nha. Vậy là phần thắng hôm nay đã dành về bạn Hưng và bố Quang. Xin chúc mừng. Chúc mừng bố Quang và bạn Hưng. Bây giờ xin mời hai bố trở lại sân khấu với lại các bé ạ. Xin mời. Như vậy là bố
Hưng và bé Hưng đã vượt qua những thử thách của Bố Là Tất Cả ngày hôm nay. Chúc mừng hai gia đình. Dạ, và chắc chắn là ngày hôm nay khi đến đây, các con sẽ có được những món quà rất là đáng yêu, rất là dễ thương đến từ chương trình Bố Là Tất Cả. Đầu tiên sẽ là tấm vé thần kỳ của Teeny World, vui chơi không giới hạn 6 tháng trên toàn quốc. Đây à. Hay là nhờ bố cầm giùm nè. Và tiếp theo nữa là hai phần quà rất là dễ thương đến từ hệ thống bán lẻ dành cho trẻ em của Teeny Store. Tặng cho con. Con cảm ơn chú. Cầm được không? Nặng quá thì nhờ bố cầm giùm nha. Chưa hết đâu cô Lan ơi. Vẫn còn mỗi gia đình sẽ làm một voucher 1 triệu đồng từ nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sarcos. Và hai chú gấu bông rất đáng yêu, chúng con ôm ngay từ đầu, ôm về nhà luôn con nhé. Và người chiến thắng ngày hôm nay đã thuộc về cặp bố Quang và bé Hưng. Xin chúc mừng 5 triệu đồng nè. Cảm ơn chú. Ngày hôm nay cũng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và đã có những kỷ niệm rất là đáng yêu. Thì không biết cảm xúc của các bé như thế nào? Hưng, con thấy như thế nào nè? Dạ, hôm nay con rất là vui. Con kính chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ạ. Cảm ơn con, dễ thương quá. Dạ, bố có cảm xúc gì khi mà hôm nay đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và mình đã hiểu được bé nhiều hơn ạ? Thì hôm nay thì cũng cảm ơn chương trình tổ chức cho hai bố con tham gia cái game show này. Thì thông qua cái chương trình này thì hiểu bé hơn về cái sở thích của bé, cái khẩu vị của bé. Sau này mình biết mình nấu cho bé. Vậy là coi như là anh cũng đã biết thêm được một cái món mới. Cái món có thể là bố với mọi người quen thuộc nhưng mà là mới đối với anh. Và hy vọng là anh sẽ về sẽ nấu cho bé nhiều hơn. Và nhớ chuyến du lịch của bé nữa nha. Rồi, Hưng ơi. Dạ, hôm nay là may mắn quá trời. Con cảm thấy như thế nào nè? Dạ, con cảm thấy hôm nay con rất là vui. Và con kính chúc các cô chú quay phim, những khán giả thật nhiều sức khỏe. Rồi. Hôm nay con thấy bố của con thể hiện tốt không? Tốt. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Không biết bố Quang cảm thấy như thế nào ạ? Thật ra thì thông qua chương trình này đã gắn kết hai bố con mình lại gần nhau hơn. Và có hiểu nhiều nhau hơn nữa. Thay mặt cho chương trình xin cảm ơn các bố và các bé đã dành thời gian đến với Bố Là Tất Cả. Và đây sẽ là một cái kỷ niệm đáng yêu, sau này khi các bố và các bé xem lại, chúng ta lại có những cái cảm xúc đong đầy cùng với nhau. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của Bố Là Tất Cả cũng đã hết rồi. Quý vị luôn luôn nhớ khung giờ phát sóng của chương trình 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sarcos đã đồng hành với chương trình này. Quý vị nhớ nha, đừng quên theo dõi Bố Là Tất Cả vào tối thứ sáu hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.